Chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần 26 một thường niên kính các tiên thần hộ thủ. Lời Chúa theo Thánh Matthew đoạn 18 từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vì ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các tên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời." Hôm nay lời Chúa nói chúng ta về các tiên thần hộ thủ. Trước hết, trong sách Xuất Hành đoạn 23 từ câu 20 đến câu 21: "Này ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi, hãy ý tứ và nghe lời người." Vị thiên sứ đi với dân Israel này là ai? Rất có thể là vị thiên sứ ấy là sự hiện ra của Đức Chúa, đấng hiện diện trong các thiên sứ tương tự như Ngài hiện diện trong đám mây và cột lửa. Danh ta ngự trong người có nghĩa là bản tính và quyền năng của Đức Chúa được bày tỏ trong thiên sứ này. Sau đó bài tin mừng nói đến việc tiếp đón một em nhỏ và chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này vì thiên thần của họ ở trên trời. Tiếp đón là từ ngữ có nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ là tiếp nhận một đứa trẻ, mà còn có nghĩa là tiếp đón một người có đức tin khiêm nhường giống như con trẻ. Nó cũng có thể ngụ ý đón tiếp trẻ thơ thương yêu, ở dạy dỗ nó trở lên người tốt. Nó có thể có ý nghĩa tuyệt diệu, đó là nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người bé mọn. Điểm quan trọng là địa vị tối ưu của trẻ thơ. Chúa Giêsu nói đến các thiên sứ của chúng ở trên trời. Trong thời của Chúa Giêsu, người Do Thái tin tưởng nhiều vào các thiên thần. Mỗi quốc gia đều có thiên thần bảo vệ. Người Do Thái tin tưởng mỗi đứa trẻ thì đều có một thiên thần bảo vệ. Một nhà giải thích kinh thánh nói rằng các thiên thần này thường thấy mặt Thiên Chúa trên thiên đàng, có nghĩa là những thiên thần này luôn luôn có quyền hiện diện trực tiếp với Thiên Chúa. Dưới mắt Chúa, con trẻ quan trọng đến nỗi các thiên thần bảo vệ nó luôn luôn có quyền ra vào trực tiếp trước sự hiện diện của Chúa. Đối với chúng ta, giá trị lớn lao của một đứa trẻ là những khả năng tiềm tàng trong đứa bé. Mọi sự tùy thuộc vào sự huấn luyện và dạy dỗ đứa bé. Những tiềm năng này có thể chẳng bao giờ được phát triển, hoặc có thể bị bóp chết, hoặc được phát triển theo những hướng tốt. Vào năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Thiên thần hộ thủ, cánh cửa đưa đến siêu việt." Ngài nêu bật vai trò của người bảo vệ mà Thiên Chúa dành để nâng đỡ ta, đó là các thiên thần, những người đồng hành, những người hướng dẫn ta trên đường đời và là những cánh cửa mở đường đến với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói đến ba nguy hiểm trên đường đời. Thứ nhất là nguy cơ không bước đi, không làm gì cả. Kế đến, nguy cơ đi sai đường, lang thang, không lối về. Rồi một lúc nào đó rơi vào nguy cơ thứ ba là bước vào mê cung, nơi có cạm bẫy và không đưa ta tới đích. Ở đây, các tiên thần hộ thủ sẽ giúp ta bước theo con đường của Ngài. Nhưng Ngài cần lời cầu nguyện của chúng ta, lời cầu xin giúp đỡ. Nhưng sự hiện diện và vai trò của các tiên thần trong cuộc đời của chúng ta còn quan trọng hơn nữa, bởi vì các Ngài không chỉ giúp chúng ta bước đi cách tốt đẹp, mà còn chỉ cho chúng ta thấy đâu là nơi ta phải đến. Đức Thánh Cha đưa ra một loạt câu hỏi.
Các con có biết tên thiên thần của các con hay không? Các con có biết lắng nghe Ngài không? Các con có để Ngài dắt tay các con đi trên đường đời, hoặc là để Ngài đẩy các con tiến lên không? Câu trả lời là của mỗi người chúng ta.